Xin chào tất cả các em. Thì hôm nay là mình học buổi thứ bảy cái phần suy luận logic ha. Thì cái đề ôn hồi buổi thứ bảy rồi, thì ôn của buổi thứ bảy á, thầy đã gỡ lên cái nhóm Facebook hôm qua. Đề có 15 câu. Rồi các em theo dõi thấy cái màn hình trình chiếu của thầy chưa ạ? Tôi thấy cái màn hình trình chiếu trên máy tính của thầy không em? Chưa thấy à? Chiếu rồi. Em Trần Minh Thi nói cho thầy biết hả? Trần Minh Thi đâu? Dạ thấy rồi thầy ơi. Rồi thầy cảm ơn. Rồi bây giờ mình đi vào cái câu số 1 ha. Câu số 1 là nó cho cái vấn đề là vấn đề sai. Nè, vấn đề sai. Nó có hai chữ sai. Cho vấn đề này. Cho vấn đề này. Mình bỏ cái cụm từ này đi. Được rồi, thầy quên coi sự. Nếu giặt mắt trái thì gặp mai. Thì có câu người ta nói là giặt mắt trái thì gặp mai, rồi gặp gặp mai. Không. Nhưng mà nó cũng có phân biệt nam nữ nữa kìa. Cái câu này thôi. Thì đối với theo cái quan niệm của nhiều người đó, thì đối với nam đó thì giật mắt trái là gặp may, không phải thì gặp điều không may. Thì đối với nữ thì ngược lại. Thì đó ta nói vậy thôi, tùy theo hoàn cảnh đó không. Nhưng mà ở đây nó có cho cái vấn đề này là vấn đề sai nè. Đây là vấn đề sai nè. Và nó hỏi là trong số 7 vấn đề dưới đây thì có bao nhiêu vấn đề đúng. Thì em thấy đây là vấn đề mà nó dạng là A, B, B kéo theo quy đó. Vậy thì ở đây mình sẽ đặt cái vấn đề B đó là vấn đề giật mắt trái. Còn quy là vấn đề gặp may. Như vậy thì cái B kéo theo quy là vấn đề sai nè. Mình có B kéo theo quy là vấn đề sai. Đây vấn đề nó có dạng nếu thì đó là vấn đề kéo theo. Mà vấn đề này sai thì mình sẽ suy ra được là gì? B đúng. B đúng quy sai. B đúng quy sai. Rồi, bây giờ mình mới xem coi cái vấn đề, các cái vấn đề này ở đây là đúng hay sai nha. Thì ở đây thì em thấy đây là cũng vấn đề đầu tiên, đó là giật mắt trái không gặp may. Giật mắt trái tức là B, vẫn là vấn đề B. Vẫn là vấn đề kéo theo. Nhưng mà không gặp may tức là quy ngang thôi. Quy ngang. Vậy thì đây là vấn đề đúng hay sai này. Thì lúc này cái B đó là đúng nè, quy ngang là đúng luôn. Tại vì theo cái đề bài nó cho là vấn đề này là sai nè. Thấy không? Cho nên là B đúng quy sai. Mà quy sai cho nên là quy ngang là đúng. Thấy chưa? Vậy thì cái vấn đề này là đúng hay sai các em? Đúng là suy ra đúng. Là nó là vấn đề đúng. Thấy không? Để. Thì cái dạng vấn đề kéo theo này em để cho dễ nhớ thì em ghi là
đúng mà kéo theo đúng thì cái này là đúng, thấy không? Đúng mà kéo theo sai thì cái này nó là sai. Đó. Còn sai mà kéo theo đúng, sai mà kéo theo đúng thì nó vẫn là mệnh đề đúng, thấy không? Đó. Rồi sai mà kéo theo sai nó cũng là mệnh đề đúng. Vậy thì ở đây nó chỉ có bốn trường hợp mà nó có ba trường hợp là mệnh đề đúng hết, thấy không? Chỉ có một trường hợp duy nhất là mệnh đề giả thiết đúng, mệnh đề kết luận sai thì nó mệnh đề kéo theo nữa sai. Thì ở đây thì cái mệnh đề đầu tiên nè, mệnh đề đầu tiên của mình á là nó cái dạng là đúng kéo theo đúng, không là nó đúng. Đó. Bây giờ mình coi cái mệnh đề này, không giật mắt trái tức là bê ngang, bê ngang kéo theo quy, kéo theo quy. Đấy. Thì cái này bê ngang là sai, quy cũng là sai luôn, mà sai kéo theo sai thì nó là mình lại là mệnh đề đúng. Đó. Đó. Bây giờ còn mệnh đề thứ ba, mệnh đề thứ ba nè, nếu không giật nắm trái là bê ngang, đó. Thì không gặp mai kéo theo quy ngang. Thì cái này là sai, suy ra đúng rồi. Cái này bê ngang là sai, bê ngang là sai, còn quy ngang là đúng. Vậy thì bê ngang kéo theo quy ngang tức là sai kéo theo đúng, không là mệnh đề đúng. Đây là mệnh đề đúng nè. Rồi bây giờ tới mệnh đề thứ tư, mệnh đề thứ tư bây giờ mình phân tích rồi. Gặp mai là mệnh đề quy đúng không? Nếu gặp mai thì giật mắt trái, kéo theo giật mắt trái là mệnh đề B đúng không? Đấy, như vậy thì sai suy ra đúng, lúc này quy nó là sai nè, b là đúng nè, vậy thì là sai kéo theo đúng, sai kéo theo đúng là mình đề đúng, đây là mình đề đúng luôn. Rồi tới mệnh đề thứ năm, mệnh đề thứ năm nè, mình phân tích mệnh đề thứ năm nè. Nếu gặp may, gặp may tức là mệnh đề quy, rồi kéo theo không giật mắt trái, không giật mắt trái tức là mệnh đề bề ngang. Vì lúc này quy nó sai và bê ngang cũng sai, vậy thì sai kéo theo sai là mình đề đúng, đây là mình đề đúng luôn nè. Và cái mình đề thứ sáu, mình đề thứ sáu này, nếu không gặp mai tức là quy ngang, quy ngang ha, thì giật mắt trái kéo theo bê, kéo theo bê, bê giật mắt trái là bê, mà bê là đúng, còn quy ngang cũng là đúng, cái này là đúng, suy ra đúng nè, thì đây là mình đề đúng luôn. Còn cái mệnh đề cuối cùng là không gặp mai, không gặp mai là quy ngang, suy không giật mắt trái là bê ngang. Thì cái này nó đúng đúng suy sai, tôi hay quên ghi dấu với tờ chứ mà đây là quy ngang suy bê ngang nha, quy ngang suy bê ngang tức là đúng với suy sai, thì đây mình đề sai. Vậy thì trong 7 mệnh đề này là có 6 mệnh đề đúng, một mệnh đề sai, mệnh đề cuối cùng là sai. Cho nên đây mình chọn đáp án D. Ủa thầy ơi, nói đi em. Cái ý 4 đúng thầy. Ý 4 đúng hả? Ý 4 là đúng là lúc này là mệnh đề quy là sai, mệnh đề B là đúng. Sai suy ra đúng cũng là mệnh đề đúng nha. Thấy không? Sai mà kéo theo đúng cũng là mệnh đề đúng nè. Thấy không? Nhớ cho thầy cái chỗ đó. Thì cái trong cái logic nó là nó như thế. Sai kéo theo đúng là mệnh đề đúng. Dù không biết trước đó là nó sai hay đúng, rồi mà miễn kéo theo mình là đúng là nó phải đúng. Mình đề đúng là gặp mai là quy đúng không, giật mắt trái là b, vậy là sai kéo theo đúng là mình đề đúng. Mình nhớ cho thầy cái đó nha, nhớ thầy đó ha. Là có thì phát hiện là có nhiều có những cái đề mà có nhiều người ta chế ra đó, là ta không có gành cái luật này, không gành luật này dẫn đến cái đề ra sai hết. Đấy. Em khi mà em đọc thì mình cũng lưu ý nhé, em nhớ cái luật này cho đây nè. Đó, đúng kéo theo đúng là đúng, đúng kéo theo sai là sai, không? Đó, là sai kéo theo đúng cũng là đúng, mà sai kéo theo sai cũng là đúng.
nhớ ra bốn cái này, chỗ mấy mình đề kéo theo ấy, mình nhớ bốn cái này, tại vì nếu có hai mình đề thì nó sẽ chia ra bốn trường hợp, đúng không? Nếu mà có hai mình đề BQ thì chia ra bốn trường hợp, cái đúng cái sai, cái trước đúng cái sau sai, không? Hoặc là cái trước sai cái sau đúng, cái hai cái đều sai hai cái đều đúng, có bốn trường hợp như thế. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái câu số 2. Câu số 2 thì nó phát biểu như thế này nha. Một gia đình thì có cái này nữa. Có 5 người thiếu số 5 mà. Cái này này đánh máy là mà thiếu. Có 5 người là bà, bố, mẹ và hai bạn XY. Thì gia đình được tặng hai vé đi xem phim và ý kiến như sau. Bà và mẹ đi là ý kiến A, mình gọi ý kiến A ha. Rồi bố và mẹ đi là ý kiến B. Rồi bố và bà đi là ý kiến C. Rồi bà và X đi là ý kiến D. Và bố và Y đi là ý kiến E. Thì sau cùng thì theo ý của bà. Đó, tức là theo sau cùng là ý của bà. Và như vậy thì nếu như theo ý của bà thì ý kiến của những người khác là phải có một phần đúng và một phần sai à, vậy thì hỏi ý của bà là ý nào? Ý của bà là ý nào? Mà theo các em là ý nào? Có ai có ý kiến không? Nghĩa như là loại bỏ cái e ra, không? Tại vì trong cái đáp án này không có e nè. Đó. Cho nên là mình sẽ loại cái e ra trước. Đấy. Mà nếu mà loại cái e ra trước đó thì mình làm, nếu mà loại cái e ra trước thì trong cái e này phải có một ý đúng một ý sai. Đấy. Bây giờ mình sẽ lập luận từng cái, là giả sử như là ý đúng là bố đi xem phim. Đó. Bố đi xem phim thì những ý nào sẽ đúng? Thấy chưa? Thầy hướng dẫn như thế. Bây giờ chúng ta làm thử làm đi nha. Nếu như mà cái ý của E là không phải ý của bà rồi đúng không? Tại vì đáp án đây cho là A, B, C, D mà. Cho nên là ý của E đó, ý E đó là có một ý đúng, ý sai. Đấy. Như vậy thì giả sử như là cái ý đúng là bố đi xem phim. À, có một ý đúng là bố đi xem phim. Thì mình thử coi coi, mình phân tích coi những cái ý khác. Là nó có một ý đúng là bố đi xem phim hơn là một ý sai. Rồi, các em chọn đáp án nào chưa? Có chọn được không? Bây giờ thầy phân tích nha. À, để xem coi các bạn có đáp án nào. Chưa có, không có ai đáp án hết. Thì bây giờ mình xuất phát từ cái ý E đó. À, tức là mình giả sử là bố đi xem phim. Bố đi xem phim là ý đúng. Đúng không? Như vậy thì ở ý C đó, ý C nè là có bố, và ý B cũng có bố, không? Ý C nếu có bố đi vậy thì mẹ không đi, không? Vì mình phân tích ý C đi. Ý C nếu mà cái này là ý đúng nè. Vậy thì từ cái ý C mình sẽ suy ra được là mẹ không đi. À, mẹ không đi. Mà mẹ không đi đó. Lâu nay không thấy ý C. Xin lỗi. Tôi nhầm. Cái này là ý D. Ý D, ý C. Ý B, cái này là ý B. Tôi nói ý B.
Tại vì bố đi xem phim mà ý B cũng có bố không? Có bố đi xem phim. Vậy thì mẹ không đi. Mẹ không đi nè. Từ ý B thì mình thấy mẹ không đi rồi. Mẹ không đi. Và mình kết hợp với ý A. Ý A là mẹ không đi cho nên là suy ra bà đi. Suy ra là bà đi. Từ ý A suy ra bà đi. Đấy, như vậy thì vừa vừa có bố đi và vừa có bà đi đúng không? Đấy, như vậy thì mình sẽ chọn ý C. Mình chọn C. Vì suy ra C là ý của bà. Vậy thì ý của bà là bà và bố cùng đi, đúng không? Bà và bố cùng đi. Đấy. Thì bây giờ mình thấy nếu mà ý C là ý của bà thì rõ ràng là ý A có một ý đúng là bà đi nè. Mẹ không đi nè. Đúng không? Đó. Và ý A là cũng có một ý B cũng có ý đúng là bố đi nè. Mẹ không đi nè. Đó. Còn ý ý D là gì? Bà đi nè. Là có một ý đúng nè. Đó. Còn ít không đi nè. Đúng không? Ý sai nè. Đó. Đó. Còn tương tự gì thì ý E là cũng bố đi nè. Và E không đi. Đấy. Thì rõ ràng nếu mà mình cho là bố đi xem phim là một cái ý đúng thì gì thì rõ ràng ý của bà là ý C. Còn nếu như mà mình nói là cái ý đúng là ý đi đi xem phim đi, ý đi xem phim thì rõ ràng là mấy cái ý ở trên không có chỗ nào ý đi xem phim hết, đúng không? Đấy, cho nên là rõ ràng là không có ý nào của bà ở trên này hết. Đấy, cho nên là chỗ này mình sẽ loại với trường hợp này, loại trường hợp còn lại, không? Đấy, thì đáp án của mình đó là C, ý C là ý của bà. Tức là chỉ có ý của bà là cả hai người đó là đều đi xem phim, tức là cả hai ý đều đúng. Còn các ý kiến khác thì có một ý đúng, ý sai đó. Được chưa? Rồi, vậy thì câu 2 là mình chọn phương án C. Đây là hai câu đầu tiên. Bây giờ mình sẽ sang cái câu tiếp theo, từ câu 3 đến câu 6 nha. Câu 3 đến câu 6 là nói gì? Dựa vào thông tin cung cấp dưới đây thì trả lời từ câu 3 đến câu 6. Thì thành viên của hai tiểu bang XY được chọn từ 7 người: An Bình, Châu Danh, Lan Man An. Và mỗi người phải làm việc trong đúng một tiểu bang X hoặc là Y. Và lưu ý là An không thể cùng tiểu bang với Bình và Lan. Bây giờ mình sẽ chia ra tiểu bang XY như thế này. Giống như bữa hổm là mình có bài ghi cái bài hát vô vô hai mặt đĩa đó. Đây nó cũng có hai hai tiểu bang X và Y. Điều này có nghĩa là nếu An ở X ở tiểu bang X thì Bình và Lan là phải ở tiểu bang Y, đúng không? Cái điều thứ hai này. Đấy. Còn Châu là không thể cùng tiểu bang với Danh, đúng không? Vậy thì nếu Châu ở X thì Danh là phải ở tiểu bang Y. Đấy. Bây giờ câu A nó hỏi là nếu Châu là thành viên của tiểu bang X, đúng không? Đấy, Châu ở đây. Và Châu với Danh thì không thể cùng tiểu bang cho nên bắt buộc Danh nó phải ở tiểu bang Y. Đúng không? Danh ở đây. Đấy. Bây giờ mình Danh mình coi bây giờ đây. Giờ mình sẽ coi cái nào là đúng không? Thì mình thấy ngay ý C là Danh đã thành viên tiểu bang Y rồi. Cho nên chỗ này mình chọn C. Này. Rồi, bây giờ cái câu câu 4. Câu 4 là nói là nếu có đúng hai người làm ở tiểu bang X thì ai dưới đây là một trong hai người đó. Rồi, em chọn đáp án nào. Nếu có đúng hai người làm tiểu bang X nha. An được không? Bình được không? Chỗ này chọn chọn cái nào. Mình loại trừ cái.
Bây giờ nếu mà em cho bình ở tiểu bang ít đi, bình bình ở tiểu bang ít nhưng mà bình á thì nó không cùng nó không cùng với An, phải không? Cùng tiểu bang với An vậy thì An làm bên đây y, mà An thì không thể cùng bình với Lan, cho nên bắt buộc Lan nó phải qua bên ít đấy. Nhưng mà giữa em thấy là giữa Châu với Danh này nó là phải có người nằm bên tiểu bang này, người nằm bên tiểu bang kia, vậy thì bạn Châu là phải chắc chắn là phải nằm bên tiểu bang ít thì, hoặc là bạn Danh nằm bên tiểu bang ít nữa, cho nên là phải có Châu với hoặc là Danh nằm bên tiểu bang ít đúng không? Vậy thì rõ ràng tiểu bang ít lúc này nó sẽ nhiều hơn hai người, nhiều hơn hai người, cho nên chỗ này không được, chỗ này phương án này không được đó. Vậy thì chỗ này là phương án bình là tiểu bang ít không được phải không? Đấy. Bây giờ mình lại tiếp tục phân tích nè. Đó. Bây giờ nếu mà mình chọn phương án B, tức là Châu, Châu ở phương án B đúng không? Châu phương án B, em xin lỗi, Châu Châu ở tiểu bang ít, Châu ở tiểu bang ít thì lúc này Danh ở tiểu bang y, không? Để cho nó thỏa cái điều kiện thứ hai thứ ba này đúng không? Đấy, vậy thì ở đây đó nó nói là có thể ha, có thể thôi đấy, nhưng mà Châu ở tiểu bang ít thì Danh ở tiểu bang y, nhưng mà Châu ở tiểu bang ít thì có hai người thôi, cho nên mình sẽ chọn A, A ở bên tiểu bang ít nữa, vì rõ ràng là Bình với Lan sẽ bên tiểu bang y thôi. Và Mai Nga thì thêm ở đây nữa, Mai Nga ở đây nữa thì hợp lý chưa, hợp lý theo cái cách bố trí này chưa, hợp lý. Vậy thì Châu có thể ở tiểu bang ít à. Châu là một trong hai người ở tiểu bang ít à, có thể được đúng không? Còn cái vị trí của Lan thì nếu mà mình lập luận Lan thì nó giống như Lan, nó cũng giống như Bình thôi, Lan nó giống như Bình thôi, được không? Được. Và tương tự gì thì nếu như mình lập luận Mai thì Mai bên tiểu bang ít không, mà giữa hai cái phe là An với An một phe và Bình Lan phe thì có chắc chắn phải có ít nhất người này trong hai hai ba người An Bình Lan này ở bên tiểu bang ít rồi. Và Châu với Danh là phải có người nằm ở tiểu bang ít nữa. Như vậy thì nếu như Mai ở tiểu bang ít thì tiểu bang ít nó phải có hơn hai người, vậy là nó không có theo cái đúng cái điều này. Đấy, cho nên là chỗ này phương án D cũng không chọn, không chọn được. Đấy. Cho nên mình lập luận như thế thì chỗ câu 4 này đó là mình sẽ chọn phương án B. Đấy, bây giờ mình sẽ sang cái câu số 5. Năm C. Đấy, sao 5C này? Ở đây câu 5 đó là nếu Nga chỉ làm việc chung với Mai hoặc là Danh trong một tiểu bang thì điều nào sau đây không thể đúng? Tại sao mình chọn C nhỉ? C. 5C. Dạ. Phương Nghi nói thì nghe nghe. Dạ thưa thầy, là tại vì Nga em cho ở ở tiểu bang ít đi. Nga, Nga đi bằng ít. Dạ. Nói chung là ông nằm bên đó thì với dạ. nên là nếu nếu mà Nga làm tiểu bang ít mà là Nga làm việc chung với Mai hoặc là Danh, nó không như như là Nga làm việc chung với Danh đi à, nó nói là làm chung với Mai hoặc là Danh thì cũng có nghĩa là có thể làm chung với Mai, có thể làm chung với Danh hoặc có thể làm chung với hai người luôn, giả sử này là chung với Danh thì Châu là nó phải khác từ từ tiểu bang với Danh đúng không? Vậy thì Châu phải đây, vậy thì Châu với bạn phân tích Châu với cùng tiểu bang với Mai là không được, vậy thì Châu không đúng, Châu vậy thì không được. Nhưng mà ví dụ như là Nga mà nó cùng tiểu bang với chẳng hạn như tiểu bang với Danh đi như thế này, với Mai, Nga với Mai thôi, còn Danh thì nó nằm bên đây thôi,
Giờ nằm đây. Giờ nằm đây. Được rồi. À, em đọc thiếu, em đọc thiếu này. Thiếu chữ hoặc chữ hoạt hả? Thiếu chữ hoạt thôi. Tức là nghe nè. Nha. Làm việc chung với Mai hoặc Danh trong cùng một tiểu bang thì điều nào sau đây không thể đúng? Thì mình thấy có là cái ý C nè, ý C nè là Châu cùng tiểu bang với Mai. Thì nếu mà Nga làm chung với Mai thì Châu cũng có thể cùng với Mai được không? Liên danh bên đây là đấy, cho nên là ý C này là chưa có thể Châu cũng có thể cùng tiểu bang với Mai được, cho nên là ý C này chưa được. Thấy chưa? Vậy thì mình pha cái chọn C. Bây giờ mình coi kỹ rồi. Vậy cùng tiểu bang thì giả sử như mình phân tích là mà Mai, Nga với Mai bên đây đi. Nga với Mai bên đây. Rồi. Thì bây giờ là An cùng tiểu bang với Danh. Như An bên đây, Danh thế này. Nhìn thấy Châu ở đây không? Được không? Đây, Y. Nhìn thì còn Bình với Lan là bên đây luôn. Bình với Lan là có thể được bên đây không? Tại A với Danh bên đây à? Đó. Cái cách này hợp lý không? Cách phần này hợp lý không? Tức là rõ ràng là Nga với Mai làm việc chung cùng tiểu bang. Tại vì Nga với Mai hoặc là Nga với Danh vậy thì rõ ràng cái này hợp lý không? Và cái này hợp lý thì mình thấy là An có thể cùng tiểu bang với Danh. Đó. Có thể cùng tiểu bang với Danh nè. Bình có thể cùng tiểu bang với Châu. Đó. Có thể hợp lý. Và Châu có thể cùng tiểu bang với Mai nè. Có thể được nè. Đúng không? Vậy thì còn ý D nè. Còn một ý D. Được không? Nếu như mà như thế này thế rồi, tức là Danh cùng tiểu bang với Mai đúng không? Mà mình nói mà đề bài nó cho ví dụ như cả hai rồi Danh với Mai bên đây luôn nè, Danh với Mai bên đây luôn nè. Đấy, vậy thì Châu nằm bên đây. Lý chưa? Cùng tiểu bang, cái này là không thể đúng rồi. Danh với Mai cùng tiểu bang ít luôn. Rồi. Vì điều phân tích sau đây vậy thì ví dụ như An bên đây và Bình Lan bên đây vẫn được phải không? Vẫn được phải không? Cái này nó nói hoặc này chắc mình hiểu rồi. Mình ngầm hiểu là hoặc này là chỉ một trong hai người thôi. Thế em thấy sao? Hoặc là làm chung với người này hoặc người kia. Chứ không làm chung với hai người được. Thầy. Sao em làm câu đó kiểu là cái khu ít đó là gồm có Nga với Danh với Bình với Lan, còn khu Y thì có Châu, An, Mai. Em dựa theo điều kiện ở trên ấy, cái em chia ra được vậy cái xong rồi chọn được câu D. À, tức là bên đây là em cho tại vì nó nói Mai hoặc là Danh thôi nên là em nghĩ là khẳng định nó là một trong hai người. Một trong hai người không? Nếu mà mình chọn một nếu mà mình nói một trong hai người thì ý D là được. Còn nếu mà mình nói là một trong hai người thì có thể là chung cả hai người luôn thì không có ý nào là cái đáp án hết. Cho nên ở đây mình sẽ hiểu là Mai hoặc Danh có nghĩa là Nga chỉ làm chung với Mai, hoặc là không, nếu mà làm chung với Mai thì làm chung với Danh. Đấy. Thì nó một trong hai người, ý là nói thế. Rồi thì câu này thì mình chọn phương án D đi các em.
Tại vì nếu mà phân tích là nếu mà Nga với Mai chung một bên thì bên trên ở đây thì rõ ràng là bốn ba phương án A B C đều có thể xảy ra được. À, cho nên không chọn A B C D, A B C nên chọn D. Rồi. Vậy thì câu 5 là mình chọn D. Rồi bây giờ mình sang câu 6 nè. Câu 6 là nó nói là ta sẽ chỉ có đúng một cách phân 7 người vào hai tổ có thêm cái hạn chế nào dưới đây nè. Giờ mình phân tích theo từng ý nha. Đó, bây giờ ví dụ như mình chọn phương án A đi. Nếu chọn A, giả sử nha, nếu mình chọn A thì bây giờ đó là x nằm bên đây thì nó sẽ có A nè, rồi có Nga nè ở tiểu bang x, và Châu thì nằm ở tiểu bang y. Châu nằm bên đây. Đấy, nhưng mà Châu với Danh là không cùng tiểu bang cho nên Danh bắt buộc bên đây. Thấy chưa? Đó. Và là do thằng An nó nằm ở bên ít cho nên là thằng Bình với Lan nó phải nằm bên đây. Bình với Lan. Đúng không? Đấy, như thì mình đã phân hết theo cái điều kiện này rồi. Theo cái điều kiện cho đây rồi. Nhưng mà bây giờ còn một người là người nào nha? Bạn Mai đúng không? Đó. Như thì Mai có thể nằm bên ít hoặc có thể nằm bên y, vậy thì mình có hai cái phần đúng không? Như thì ở đây là nó không phải có đúng một cái phần nữa. Cho nên là mình không có chọn phương án A. Được chưa? Thì mình nhắc lại là nếu như mình chọn phương án A, tức là An với Nga nó nằm ở bên tiểu bang X và Châu ở bên tiểu bang Y, thì như vậy thì Danh tiểu bang X và Bình Lan nằm ở bên tiểu bang Y, thì lúc này nó sẽ thỏa các cái điều kiện ở trên cái đề bài, đồng thời nó thỏa điều kiện A luôn. Nhưng mà lúc này nghĩa là mình sẽ có hai cách phân tiểu bang cho Mai, đúng không? Đấy, cho nên là cái nếu mà mình chọn phương án A thì không được. Đấy, mình chọn phương án A không được, cho nên mình sẽ loại phương án A. Bây giờ mình sẽ xem cái phương án B. Nếu mà xem phương án B thì cái bạn Lan với bạn Châu nằm bên đây nè. Lan với Châu nằm bên đây, tiểu bang X. Và Mai Nga là Mai với Nga là nằm ở bên tiểu bang Y. Đúng không? Đấy, nhưng mà Lan nằm ở bên đây thì Bình cũng mới bắt buộc Bình nằm bên đây. Tại vì Lan nằm bên đây thì thằng An không thể nào bên Y được, cho nên thằng An mới phải nằm bên Y. Mà An nằm bên Y thì bắt buộc Bình nó cũng phải bên Y. Và do Châu nằm ở bên Châu là nằm ở bên Y cho nên là Giang không thể nằm bên Y, đúng không? Giang nằm bên Y. Vậy thì chỉ có một cái phần duy nhất này thôi, đúng không? Chỉ có phần duy nhất này thôi, cho nên ở đây mình chọn phương án B luôn. Lan Châu nằm bên Y nè, Mai Nga nằm ở bên Y là bốn người, đúng không? Nhưng mà bây giờ Lan là ở bên Y cho nên An ở bên Y, mà An ở bên Y thì suy ra Bình ở bên Y có một cách phân thôi. Nhưng mà Châu ở bên Y rồi suy ra Danh ở bên Y. Đấy, cho nên mình đã phân đúng 7 người nhưng mà chỉ có một cách phân thôi. Như thì mình chọn phương án B chứ nè. Rồi, đây là bốn câu tiếp theo, 3, 4, 5, 6. Đấy, bây giờ mình sẽ sang cái nhóm câu hỏi tiếp theo là từ câu 7 đến câu 10. Từ câu 7 đến câu 10. Bạn Danh là phân danh không biết nên chọn mua cuốn sách nào trong bốn cuốn sách là cuốn truyện trinh thám, rồi truyện kinh dị, tiểu thuyết, rồi khoa học viễn tưởng. Mà cái cuốn sách này, bốn cuốn sách này lại viết bởi cùng bốn cái tác giả. Bốn cái tác giả là Lượng Giang, Đình Hùng. Và theo thứ tự là nhà xuất bản H, nhà xuất bản B, nhà xuất bản B và nhà xuất bản S. Và có bốn nhà xuất bản, bốn nhà xuất bản và bốn tác giả.
và bốn loại chuyện. Bây giờ mình thử phân tích thử ra từ những cái điều này mình có thể phân tích được coi ai viết cuốn nào ở nhà xuất bản nào không. Đây mình phân tích từ nhà xuất bản đi. Nhà xuất bản thì nó có bốn nhà hát đôi phở đôi bò và ớt, đúng không? Đấy, bây giờ mình cứ thảy một người nào đó vô, đúng không? Đấy, cái điều kiện thứ nhất nè, nhìn thấy điều kiện thứ nhất nè, cuốn sách của tác giả luận được xuất bản ở nhà xuất bản ớt, được xuất bản ở bờ ớt, tức là đây luận là nằm bên đây, luận là nằm bên đây. Chuyện trinh thám là được xuất bản ở hát trinh thám, mình để chữ trinh thám ở đây luôn, trinh thám, trinh thám nó là ở nhà xuất bản hát. Rồi chuyện khoa học diễn tưởng là viết bởi Bình và không ở nhà xuất bản B. Đấy, như vậy thì ở đây là khoa học diễn tưởng, không khoa học diễn tưởng gạt bỏ, tại vì nó không thể nào ở B, không được xuất bản nhà mà. Như vậy thì Bình cũng không có sách của Bình cũng không có ở nhà xuất bản B luôn, chỗ này bỏ luôn. Đấy. Và tiểu thuyết thì được viết bởi tác giả Hùng, tiểu thuyết Hùng. Đấy, mày tiểu thuyết không, tiểu thuyết mình ghi tt tt Hùng. Bây giờ này là giờ lập luận nha. Bây giờ bạn Hùng nè, bây giờ cái tác giả Hùng nè, bây giờ mình ship bạn Hùng vô trước đi. Về ship Hùng nè, giờ vô con nhà xuất bản nào nha, ship Hùng nè. Bây giờ Hùng này không thể ở nhà xuất bản ớt được rồi, phải không? Tại vì nhà xuất bản ớt là có bản luận rồi đấy, cho nên là Hùng là không thể nhà xuất bản ớt. Rồi do Hùng rồi viết tiểu thuyết, mà tiểu thuyết thì ở nhà xuất bản hát rồi gì thì Hùng là nó không ở nhà xuất bản hát luôn. Hùng không ở nhà xuất bản hát và Hùng cũng không ở nhà xuất bản ớt nữa. Hay là mình ship Bình trước đi, ship Bình đi nó dễ nè. Bây giờ mình thấy Bình là không ở nhà xuất bản B nè, Bình là viết khoa học diễn tưởng, đúng không? Bình là viết khoa học diễn tưởng mà không ở nhà xuất bản B, cũng không nhà xuất bản ớt, tại nhà xuất bản ớt là của bạn luận rồi, và cũng không, bạn Bình không viết trinh thám, cho nên bạn Bình không ở nhà xuất bản hát luôn, cho nên bắt buộc bạn Bình nó phải ở nhà xuất bản B phở. Mình ở đây và khoa học diễn tưởng bên này, khoa học diễn tưởng bên này. Đấy, vậy sau đó mình mới ship bạn Hùng đi. Vậy thì bạn Hùng này á không ở chỗ nhà xuất bản hát và cũng không ở nhà xuất bản ớt luôn, đúng không? Đấy, cho nên là mình sẽ ship được bạn Hùng vô đây, bạn Hùng vô đây, Hùng tiểu thuyết. Đấy, vậy thì nhà xuất bản B xuất bản tiểu thuyết của tác giả Hùng. Đấy, bây giờ còn là mấy người, hai người mà còn luận với gì đây, Bình rồi làm sao đây? Em có ý kiến rồi hả? Mình có sắp xếp được không? Luận với gì? Luận với Hùng rồi đó, Hùng với Bình rồi. Vậy là luận là phải không viết trinh thám, đúng không? Tại vì luận là không viết tiểu thuyết, không viết khoa học diễn tưởng, đây khoa học diễn tưởng là của Bình rồi, tiểu thuyết là của Hùng rồi, còn trinh thám là nhà xuất bản hát. Mà nhà xuất bản hát thì mà sách của nhà của luận thì nó lại nhà xuất bản hết, cho nên rõ ràng là luận là không thuộc cái loại trinh thám nữa. Gì luận là gì đây? Luận là kinh dị, không, luận là viết kinh dị và nhà xuất bản hết. Người gì còn trinh thám thì của bạn gì đây? Bạn Giang. Vậy thì Giang viết trinh thám và xuất bản ở nhà xuất bản hát, phải không? Vậy thì rõ ràng mình đã ship
từ những cái thông tin ít ỏi này mình đã ship được, mình đã nhận định được là quyển nào của tác giả nào ở nhà xuất bản nào. Mình đã sắp xếp xong. Bây giờ mình mới đi trả lời câu hỏi nè. Nhà xuất bản B xuất bản, B xuất bản loại gì? Khoa học viễn tưởng. Đánh vô. Được chưa? Rồi bây giờ câu 8. Chuyện của Giang là, chuyện của Giang là gì? Chuyện của Giang là, của tác giả Giang là khoa học viễn tưởng. Tiểu thuyết của xuất bản bởi H, gọi là chuyện kinh dị. À, còn cái D, không, xuất bản bởi H của Giang là xuất bản bởi H rồi là chuyện trinh thám. Đây, của phương án D. Và mình đã phân tích ra hết rồi. Rồi câu 9 là danh mua sách của tác giả Bình và Hùng. Bình và Hùng có nghĩa là danh mua gì? Mua của Bình tức là mua khoa học diễn tưởng và mua tiểu thuyết, đúng không? Danh mua của Bình và Hùng tức là mua khoa học diễn tưởng và tiểu thuyết. Như vậy thì anh ta không mua kinh dị. Đây là câu 9. Tới câu 10 thì nó nói là chỉ sử dụng điều kiện 2, 3, 4 thôi, thì có thể suy ra rằng điều kiện khi suy ra được cái gì. Tức là đây mình chỉ sử dụng 2, 3, 4 thôi. Nếu mà sử dụng 2, 3, 4 á, thì em gạt ra như thế này. Anh chia ra. Ở đây là mình chia ra 4 trường hợp, không? Cái này là tiểu thuyết nè, rồi trinh thám, khoa học viễn tưởng và kinh dị, đúng không? Kinh dị. Cái loại tiếp theo là kinh dị. Chỗ này là tác giả nè, tác giả. Rồi chỗ này là nhà xuất bản. Rồi bây giờ mình coi coi, nếu mà chỉ sử dụng 3 điều kiện 2, 3, 4 thôi, sử dụng 2 điều kiện 2, 3, 4 thôi, sử dụng điều kiện 2, 3, 4, mình chép điều kiện 2, 3, 4 như đây. Mình coi coi mình suy ra được cái gì ha. Trinh thám, trinh thám là chỗ này được xuất bản bởi nhà xuất bản khác. Về chuyện khoa học diễn tưởng, khoa học diễn tưởng là của tác giả Bình và không ở B. Cái này của tác giả Bình và không B, không B, nhà xuất bản không phải B thôi, nhưng mà nó có thể nhà xuất bản khác, đúng không? Rồi tiểu thuyết, tiểu thuyết là của tác giả Hùng. Bây giờ em coi thế này. Vậy thì nếu mà có thông tin 2, 3, 4 thì mình mới được cái bảng xếp hạng như thế này thôi. Tức là điểm lý là của ông Hùng, rồi trinh thám là xuất bản ở nhà xuất bản H, rồi đó là chuyện khoa học diễn tưởng thì của ông Bình và không xuất bản ở nhà xuất bản B. Không ở nhà xuất bản B chứ không phải nhà xuất bản B. Còn kinh dị thì chưa biết gì cả. Rồi bây giờ mình mới coi nè. Mình mới coi cái điều kiện. Thì cái điều suy luận của mình cũng 1, 2, 3 nè. Bây giờ mình coi cái suy luận 1 coi được không nha. Luận viết chuyện kinh dị hoặc chuyện trinh thám. Thì ở đây nó còn hai cái chuyện là trinh thám với kinh dị, đúng không? Và nó còn bạn luận với bạn Giang. Vậy thì luận có thể viết kinh dị hoặc trinh thám. Vậy thì điều suy luận này có thể chấp nhận được, có thể đúng. Đấy. Rồi điều suy luận thứ hai, ít xuất bản chuyện kinh dị, ít xuất bản chuyện kinh dị hoặc chuyện trinh thám. Thì điều này không đúng. Tại sao? Tại vì trinh thám là xuất bản nhà xuất bản hát rồi, đúng không? Trinh thám
thám là xứ bản, xứ bản hát rồi. Như vậy thì rõ ràng là xứ bản hết, không thể xứ bản chuyện trinh thám được. Cho nên là cái điều khẳng định hai này là sai. Không thể suy ra điều khẳng định hai này được. Còn điều khẳng định ba là cuốn sách của tác giả Bình được xuất bản ở Ế hoặc B Phở. Tại vì Bình không xuất bản ở nhà xuất bản B Bò, đúng không? Cho nên mà cũng không xuất bản ở nhà xuất bản Hát được. Tại Hát là xuất bản trinh thám rồi. Cho nên là cuốn sách của Bình xuất bản ở nhà xuất bản Ế hoặc nhà xuất bản B, vậy thì suy luận này là đúng. Vậy thì ở đây là mình sẽ có là gì đây? Có thể suy ra suy luận một hoặc suy luận ba để chọn vấn đề. Rồi, thì cái này nó hơi khó rồi. Phân tích mình cũng hơi đầu. Rồi bây giờ tiếp theo là từ câu 11 đến câu 14. Bạn Hương Nghi là nói gì ạ? 7D hả? 7D. Cái này là B. D. Không, 7 là câu 7 là phương án B em ơi. Phân tích rồi. Rồi bây giờ mình coi từ cái câu 11 đến câu 14 nha. Một cơ quan có 7 thành viên A, B, C, D, E, F, G. Họ không nhất thiết phải đến cơ quan cùng một lúc mà làm việc theo nguyên tắc sau đây. Là A đến cơ quan cùng với D và E. Nếu B đến cơ quan thì F không đến. Rồi nếu F đến cơ quan thì E không đến. Rồi C đến cơ quan cùng với B hoặc G hoặc cả hai. Là nó nói chuyện chỗ này nè. Cùng với B hoặc là G. Là nó nói rõ ra khác cái câu nãy không. Nó nói nếu mà B hoặc G là hoặc là B hoặc G thôi. Còn hoặc cả hai nữa. Có thể là đến cùng với cả hai người luôn. Và nếu C đến, nếu C và G và G đến cơ quan thì D không đến. Rồi. Một số thông tin như thế. Bây giờ mình sẽ coi cái câu 11 nè. Trường hợp nào dưới đây có thể cùng đến cơ quan? Rồi, chúng ta có thể chọn thử rồi câu 11 là phương án nào. 11. Loại trừ đi em. Loại trừ em. Loại trừ B. Mình loại trừ B đúng không? Tại vì đây có A đến nè. A đến cùng với D và E. Nhưng mà A có A không có E. Thì loại trừ. Nên mình loại ra. Loại phương án này ra. Còn cái này là A đến cùng với D E. Đấy. A đến cùng với D E. Rồi gì nữa? A cùng D có nè. Rồi C có C thì phải có G. Nhưng mà em không thấy có G. Có C thì phải có G hoặc là có B. Để C đến cơ quan cùng với B hoặc G đúng không? Cho nên loại phương án này luôn. Rồi. Còn nếu có B thì không có F. Có B thì không có F. Nhưng mà đây có B vừa có F luôn là loại luôn. Vậy thì còn A thôi. Rồi bây giờ các em coi có thể có tối đa bao nhiêu người cùng đến cơ quan nha. Cho bạn nào. Câu 12 có bán nào cho em? Ủa 11D hả? 11 không D em ơi. 11 là A. 11 là chắc chắn A rồi. Mình lỗi là phương pháp loại trừ. Câu 12 đó là có tối đa bao nhiêu thành viên cùng đến cơ quan được.
Bây giờ mình thấy nếu mà A đến cơ quan thì chắc chắn là phải có D với E, thì vậy thì phải có từ 3 người trở lên rồi đúng không? Đấy. Nhưng mà nếu mà A đến cơ quan thì D cũng có thể, B cũng có thể đến cơ quan, cho nên là có thể 4 người. Có thể 4 người cũng đến cơ quan. Rồi. Bây giờ mình coi là có thể cái nào đúng không? Và C, C và B cùng đến. Không? Đó. Hoặc là C, B và G cùng đến luôn, vậy thì có thể có 6 người đến cơ quan. Đúng không? Vậy thì bây giờ mình giả sử nha. A, D, E, C, B, G. Được không ạ? Thế 6 người này cùng đến cơ quan được không ạ? Vi phạm như đáng nào? Tức là nếu C và G cùng đến cơ quan thì thằng D này không đến được. Mà nếu D không đến thì thằng A không đến luôn. Thấy không? Cho nên là vi phạm nguyên tắc. Nguyên tắc gì? Nguyên tắc cuối nè. Cho nên là C với G không thể cùng đến được, mà chỉ có C với B cùng đến thôi. Đấy. Bây giờ mình lại coi nè. Bây giờ nếu mà A, D, E, C, B này được không? B đến, F không đến, thỏa điều kiện này. F có E thì không có F, có F thì không có E đó. Thì đây có E, nếu mà thêm F thì không em được. Để thỏ điều kiện thứ hai này, thứ ba này. Và C và đến cùng với B hoặc là C đến cùng với G. Không? Tại vì đây có D nên là C không đến cùng với G được. Tại vì nếu mà C đến cùng với G thì bắt buộc D không có, mà D không có thì không có thằng A, cho nên không được. Không? Cho nên chỉ có C với B thôi. Rồi thỏ tối đa có thể là 5 thành viên cùng đến cơ quan để bán C. 6 người được không? Rồi tới câu 13. Nếu có đúng 2 thành viên đến cơ quan thì thành viên nào không thể là một trong 2 người đó? Cái này là không thể rồi em. Nếu mà hai người cùng đến cơ quan thì hai người nào? Mình loại A với D, mình loại trừ đi. Mình loại trừ này đi ha. Loại trừ D với E đi. Tại sao vậy? Tại A đến cơ quan cùng với D và E mà. Nếu mà có D với E đó. Nếu mà có D có E thì phải có A nữa. Không, vậy thì có 3 người à. Cho nên là không thể là có đúng 2 thành viên đến cơ quan được. Loại trừ 2 gì thì còn C với C với D. Vậy em chọn cái nào? A với D chọn cái nào? Phương án A với phương án D. Chọn phương án A có nghĩa là C. Ủa cái này nó không thể mà. Không thể người nào? Không thể chứ không phải có thể. C là có thể em. C có thể. C có thể đến cùng với B đúng không? Ví dụ như mình chọn hai người đến cơ quan là C và B nè. C và B cùng đến cơ quan nè. Không? Đấy, C và B cùng đến cơ quan được không? Được không? Nó thỏa mấy điều kiện không? Tại vì A không đến cho nên D, E cũng không đến nè. Thỏa điều kiện thứ nhất nè. Đó. Rồi B đến cơ quan thì F không đến cơ quan thì có C với B không có F là đúng rồi. Tại vì F không có đến cơ quan nên E cũng không đến luôn. Nếu F đến cơ quan, thì E không đến. Mà E không đến thì chưa chắc F đến luôn. Thì C, B là đúng không? Nó không có vi phạm cái gì điều kiện thứ ba là được á. C và B cùng đến cơ quan hoặc là C và G hoặc là A. Còn cái điều kiện cuối cùng là C và G đến cơ quan thì D không đến thì cũng không vi phạm luôn. Tại vì đây C với G đều đến cùng đến cơ quan đâu. Đấy, cho nên là thằng A với thằng C này là lỗi nè. Tại vì hai này có thể là một trong hai người đó.
và do cái thằng A đó mình thấy là A là D với G có thể cùng đến cơ quan nè, có thể cùng đến cơ quan một lúc nè, đó cho nên là lỗi phương án này luôn, gì thì còn phương án E, C, E. Lưu ý là cái đề này nó là không thể nha, không thể. Rồi câu 14 nữa là nếu A đến cơ quan thì phương án nào sợ? Nếu A đến cơ quan thì phương án nào sau đây là đúng? Nếu A đến cơ quan thì lưu ý là nếu A đến cơ quan thì thằng D với thằng E cũng đến nè. Thì nó nói là phương án nào sau đây đúng? Rồi bây giờ mình phân tích thử phương án A coi. Nếu mà C hoặc G cùng đến, C hoặc G đến cơ quan, thì coi phương án nào sau đây là đúng nha. Rồi bây giờ mình coi phương án A nè. Nó nói là C hoặc G cùng đến nhưng không thể cả hai cùng đến, tức là nó lọc em trường hợp là cả hai cùng đến là gì, thì chỉ có C, nếu mà C đến thì mà G không đến thì cho nên là thằng B nó đến ha, thằng B đến là được không, được không, được ha. Vì đây mình nó có vi phạm quy tắc nào không? Cái điều này đúng không? Nếu A đến cơ quan thì mình có là ABE đến rồi nè. Rồi thằng B. Nếu mà thằng C, C hoặc G đến cơ quan nhưng không thể cả hai cùng đến, thì giả sử như C đến đi, G không đến thì bắt buộc thì thằng B mới đến. Tại vì đề này nó cho là C đến cơ quan cùng với B hoặc là G, mà C không đến cùng với G vậy thì C đến cùng với B, với B, B đúng không? C đến cùng với B, G. Nếu mà C đến cùng với B, và C do không đến cùng với G cho nên là D cũng không đến luôn. À, cho nên là cái điều này nó khó nè, điều này khó. Được không? Là ý là được nè. Đấy. Còn nếu như mà mình có A, B, A, D, E và G thì được không em? G được không? Thỏ thỏ điều kiện không? Không vi phạm điều kiện nào trên đây hết đúng không? Không vi phạm điều kiện này. Hai. Hai. Sao? Phân tích thử cho em có nghĩ có một cái phương án là A, D, E, B. Để phân tích em coi. A, D, E, B. Em nói gì? Nói lại thì nghe. A, D gì? A, D, E, B. A, D, E, B. Thỏ mấy điều kiện hết mà, tức là nó cũng thỏ mấy điều kiện này phải không em? Ở đây nó nói là C đến cơ quan cùng với B nè, vì nếu có B là có C không? Là có C không? Nếu có B là có C. Vì cái chỗ mà nếu C và G đến cơ quan thì D không đến, là C cả hai luôn hay là một trong hai C G? Nếu mà C và G cùng đến cơ quan thì không còn D, mà không còn D thì không còn A đúng không?
cho nên là C và G không thể là cùng đến được, cho nên nó nói cái điều này nè. Rồi, cái ai có ý kiến khác không? Câu 10. Mình chọn phương án đúng rồi. Đây phương án nào sau đây chắc đúng rồi. Chắc đúng rồi không? Nó nói đúng là chắc đúng rồi. Cho nên là chỗ này là mình không phân tích theo kiểu câu A, câu C được. Câu A này. A là C, C hoặc G đến cơ quan nhưng cả không thể cả hai cùng đến. Là nó vi phạm với cái điều này luôn rồi em ơi. Vi phạm điều này luôn rồi. Vi phạm điều này luôn. Tại vì nếu mà C đến cơ quan thì nó phải là cùng với B hoặc là cùng với G đúng không? Nếu mà C với B thì không? C với B. C với B thì giảng được. Điều này có thể đúng nhưng mà mà cũng có thể là G để cơ quan vi phạm cái điều nào mà nếu G để cơ quan, tại vì ở đây nó nói là C, nếu mà có G thì phải có C, ý ý cái câu này nè, thì C phải đến cơ quan cùng với B hoặc G, thấy không? Vì có G mà có C đó. Ý vậy nè. Nếu mà có G có C mà có D nó thì nó vô ý, cho nên cái phương án này mình không chọn nè. Còn ở B thì nó là có ít nhất 4 thành viên đến cơ quan. Ít nhất 4 mà không được, tại vì ở đây là nếu mà mình các thành viên khác không cần đến cơ quan cũng được, mà có 3 thành viên này đến cũng thỏa mắt tất cả các điều kiện này đúng không? Cho nên ở đây là mình có thể chọn phương án C này. Thì ở cái câu 14 này mình chọn C nha. Rồi đó thì cái dữ liệu này thì mình sử dụng cho câu 11, 12, 13, 14 nha. Còn cái câu 15 là nó liên biệt nha. Câu 15 thì ở đây dành cho các em. Một hộp là có 5 viên bi giống hệt nhau phải không? Đánh số từ 1 đến 5. Chọn ngẫu nhiên một viên bi. Thì bạn A nói là viên bi đánh số 1, Bình nói là viên bi đánh số 2, Cường nói viên bi đánh số 3, Dung nói viên bi đánh số 4 và Đạt nói viên bi đánh số 5. Hỏi có bao nhiêu người bạn nói sai? Đó là câu nào? Vậy thì câu 4, câu 15 rồi là phương án D ha. Thì chắc chắn là nó sẽ có một cái chọn ra đúng một số rồi đó ha. Đúng một số rồi đó. Một số cho bốn số, vậy thì có mỗi người nói số gì thì chắc chắn phải có bốn người đó sai. Là nghĩ nhiều không? Nhưng mà dễ thì ở đây thì thấy là có nhiều bạn chọn 14, có bạn chọn 14C nè. Bạn Ý Nhi chọn 13C. 11D. 11 và 11 là phải A mới được em ơi. 11 là A mới được nha, bạn khả. Rồi, câu 14 thì mà xong câu A cũng đúng. Câu A là thế này, nó nói là C hoặc là G đến cơ quan. C hoặc G đến cơ quan. Nhưng không thể cả hai cùng đến. Mình giả sử gì chỉ có C đến mà G không đến đi ha. C đến mà G không đến đi. Thì
thì nó sẽ phải phải có B đấy, đúng không? Thì cái này là hợp lý, được chưa? Nhưng mà nó nói là C hoặc G để liên quan, chẳng hạn như C đến mà nhưng mà G đến, nhưng mà đây nếu mà G đến á thì ở chỗ cái điều kiện này nè, cái điều này nè, tôi nói là C phải đến cơ quan với B hoặc là G. Vì có nghĩa có G là phải có C. Mà nếu mà có G thì phải có C, gì thì nó sẽ vi phạm cái điều này. Từ cái câu này nó mâu thuẫn luôn. Ha, cho nên là câu A này không thể chọn được. Đấy, còn câu B này không chọn được rồi, tại vì có ít nhất 4 thành viên đứng liên quan, đúng không? Thì mình thấy là ở đây là nếu như bản án A, D, E mà đến cơ quan không đủ được, là những cái điều kiện trên đây là nó không bị vi phạm gì cả. À, cho nên là có ít nhất 3 thành viên đứng liên quan. Mà nếu mà câu C đúng thì câu B thì nó mới sai rồi, đúng không? Đấy, còn nhiều nhất là 4 thành viên đứng liên quan là không đúng rồi, tại vì trên mình đã có rồi, nhiều nhất là 5 người. Nhiều nhất 5 người. Cho nên phương án D là cũng không chọn. Cho nên 14 là mình chọn C. Nha. Rồi. Như buổi học thứ 7 của mình về cái phần tư duy logic đến đây kết thúc nha. Thì mình còn một buổi thứ 8 rồi tuần sau đó, thứ 4 tuần sau ha. 27 là mình thi rồi, đúng không? Dạ, 27 thi mà em cứ nghe nói thông báo là thi hình thức thi thế nào, vô trường thi đúng không? À. Em nghe là cô nói là vô thôi để học An Giang thi, nghe nói đó là vậy thôi chứ không có biết. Chắc là phải vô thi trực tiếp rồi đó. Thi trực tiếp ha. Cái này là thi trực tiếp thôi, là gì? Để cái đề nó nghiêm ngặt lắm, gì đó thì cô coi thi một lần đó. Là để quên một tờ giấy nháp ở trên sau khi mà thu bài xong rồi để quên tài giấy nháp ở trên phòng thi luôn, mà mắt mượn bảo vệ đi lên mở cửa là lục được cái tài giấy nháp nó xuống rồi, rồi ông nghi ngạc đó, nó chạy lộ cái đề của ông ra ngoài. Và cái thi xong là nạp đề lại luôn rồi, không có tuồn cái đề ra ngoài nữa. Ủa ai nào lấy mình chở cái đề luôn hả? Không có đem điện thoại vô đâu chứ. Em vô thi đâu có đem được điện thoại vô đâu. Phương tiện truyền tin này kia cũng không được. Nói chung là vô thi là tất cả phương tiện để ngoài hết đó. Rồi, Duy bữa học tạm dừng nghe các em. Chào các em. Chào. Chào.